Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng tứ trụ và các chủ đề nhân sự giải quyết hội nghị Trung ương 15. Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 1 sau một ngày rưỡi làm việc, kết thúc hội nghị sớm so với lịch trình lẽ ra kéo dài sang ngày thứ hai 18 tháng 1. Thông báo chính thức của Đảng xác nhận hội nghị này đã hoàn tất đề cử nhân sự bốn chức danh chủ chốt bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại và câu hỏi cũng được đặt ra và thông tin dò rỉ ra cũng cho thấy như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam không tiết lộ tên cụ thể của những nhân vật sẽ được đề cử cho đại hội lần thứ 13 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1. Trong khi đó, trong thiểu số những người được xem là thạo tin chính trường Việt Nam, họ cho rằng đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị giới thiệu và Trung ương Đảng tại hội nghị 15 thông qua cho chức danh Tổng Bí thư khóa 13. Và như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng làm tiếp nhiệm kỳ thứ 3 mặc dù sức khỏe của ông đã rất kém. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15. Người ta cũng cho rằng Thủ tướng Chính phủ hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc được hội nghị Trung ương 15 đồng ý cho vị trí Chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính được cho là sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng và ông Vương Đình Huệ sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Thông tin này chính xác đến đâu sẽ chỉ được xác nhận khi đại hội 13 diễn ra vào thời gian tới. Có thể không cần sửa điều lệ đảng, đó là thông tin cũng được đưa ra. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam sau lần sửa đổi ở đại hội thứ 9 vào năm 2001 đã bổ sung quy định Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Phó giáo sư Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng hầu hết nhất trí với đề nghị của Ban chấp hành Trung ương là không đặt vấn đề sửa điều lệ ở đại hội lần thứ 13. Điều lệ quy định Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Theo tôi, quy định này không chỉ điều chỉnh với chức danh Tổng Bí thư mà còn có giá trị định hướng dẫn tới các quy định ràng buộc với chức danh người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị. Không chỉ là bí thư ở các cấp ủy và các cấp, mà người đứng đầu ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà nước nữa. Điều lệ là quy định mang tính lâu dài, nguyên tắc, nhưng không vì vậy mà thành rào cản cho tình huống đặc biệt phát sinh, nhất là khi giải pháp được đưa ra đạt được sự đồng thuận nhất trí cao ở Bộ Chính trị, Trung ương, khi giới thiệu đề cử ở Đại hội Toàn quốc, khi thông qua danh sách giới thiệu và kết quả bầu cử. Trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 nếu có, thì là rất đặc biệt. Vì rất đặc biệt nên không thể lấy đó làm lý do để sửa, bỏ quy định không quá hai nhiệm kỳ của điều lệ. Ông Thông đã nói như vậy. Và thông tin cho thấy cũng đã thông qua danh sách Trung ương khóa mới. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự hội nghị Trung ương 15. Trong diễn văn bế mạc tại hội nghị 15, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua danh sách để nhân sự đề cử bổ sung một số người lần đầu tiên tham gia chấp hành Trung ương khóa 13, bổ sung một số ủy viên Trung ương khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử vào khóa 13 và một số người lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia ủy viên Trung ương chính thức. Và chữ đặc biệt ở đây là ám chỉ về độ tuổi của các ứng viên Đảng Cộng sản Việt Nam này. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác nhân sự, người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu phải đảm bảo còn tuổi công tác 2 nhiệm kỳ, ít nhất chọn một nhiệm kỳ, tức là không quá 55 tuổi. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương tái cử không quá 60 tuổi. Và trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương có thể xem xét giới thiệu tái cử với ủy viên Ban chấp hành đã quá 60 tuổi và ủy viên Bộ Chính trị có độ tuổi trên 65 để đại hội quyết định bầu vào Ban chấp hành và Bộ Chính trị. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm 2016, Trung ương Đảng giới thiệu 5 trường hợp đặc biệt về tuổi. Có một trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 4 trường hợp đặc biệt được giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương gồm các ông Uông Trung Lưu, Đỗ Bá Ti, Bùi Văn Nam và Huỳnh Phong Chanh. Trong đó chỉ có ông Huỳnh Phong Chanh không trúng cử. Và đề cử các chức danh chủ chốt cũng trong diễn văn bế mạc, ông Nguyễn Phú Trọng cho hay Hội nghị 15 đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt để tái cử vào khóa 13 và danh sách đề cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao.
không rõ danh sách đề cử và chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở nhiệm kỳ 13 là liên quan đến các chức danh cụ thể nào. Và cho đến nay, Đảng luôn nói dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra, nhưng những thông tin Đảng bầu với nhau thì người dân hoàn toàn mù tịt vì Đảng coi đó là thông tin tuyệt mật. Đại hội 13 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2 theo thông báo trước đó của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị. Cũng theo một tin riêng của tờ Thời báo.de, từ một ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tường thuật Hội nghị Trung ương 15 ở Hà Nội hôm 16 tháng 1, thì kết quả bầu bán sau Hội nghị Trung ương 15 là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào hôm 26 tháng 1 năm 2021 với các chức danh tứ trụ đã được đề cử đưa ra Đại hội 13 bầu chính thức. Được biết, trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra, các phiếu thăm dò tín nhiệm cho những trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng đã được gửi qua thư tới các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng trên cả nước. Trong phiếu thăm dò được xếp từ trên xuống dưới và theo thứ tự, ông Nguyễn Phú Trọng, người tự xếp mình vào hai vị trí là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Sau khi thu hồi các phiếu thăm dò qua đường bưu điện gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, hôm 9 tháng 1 vừa rồi, Bộ Chính trị đã họp và đưa ra kết quả thăm dò để cùng thảo luận. Tại cột thăm dò chức danh Tổng Bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng được 60%, còn 30% bỏ phiếu cho cột Chủ tịch nước. Với ông Nguyễn Xuân Phúc thì cao phiếu thứ hai, còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì thua ông Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ sát nút là 2%. Và xếp thứ tư là ông Trần Quốc Vượng. Kết quả của họp Bộ Chính trị trên cơ sở đó đã quyết là hai suất đặc biệt dành cho hai người cao phiếu nhất là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được ở lại khóa 13. Tiếp theo, Bộ Chính trị đã thảo luận để đưa ra thêm hai người nữa cho hai ghế còn lại là ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ. Đó là kết quả vòng thứ nhất. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng và trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực. Vòng thứ hai là Hội nghị Trung ương 15 hôm 16 tháng 1 bỏ phiếu cho bốn ông, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cao phiếu nhất là hơn 95%, còn hai ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng trên 90%, tức là rất cao. Cuối cùng là ông Nguyễn Phú Trọng thấp nhất là 82%. Tuy nhiên, nhưng quá bán thì đã hội đủ các yêu cầu và với đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mặc dù tuổi đã cao, sức rất yếu, thì con số đạt được 82% cũng là một thành công tuyệt vời đối với ông trong lúc này. Cũng theo quy trình tới đây, trong đại hội 13, trong phiên đầu tiên sẽ biểu quyết được sửa đổi điều lệ, tức là thông qua cho ông Nguyễn Phú Trọng ở lại. Vì ông Nguyễn Phú Trọng đã hai nhiệm kỳ rồi mà theo điều lệ thì chỉ được hai nhiệm kỳ. Nếu muốn nhiệm kỳ thứ ba thì phải sửa điều lệ. Nhưng hiện nay, phía Đảng Cộng sản Việt Nam chưa biết có sửa hay không. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến từ Ban tuyên giáo cho rằng không nên sửa điều lệ bởi vì sửa điều lệ rất nguy hiểm. Nếu sửa, sau Nguyễn Phú Trọng, người khác cũng sẽ muốn ngồi ghế Tổng Bí thư cho đến chết. Vì vậy, chỉ cần bỏ phiếu cho Nguyễn Phú Trọng là được. Và dự kiến tại Đại hội 13, cuộc bỏ phiếu tới đây ở vòng thứ 3 thì số phiếu có lẽ cũng không thấp. Nếu vòng thứ 2 bây giờ đã khá cao như vậy. Và nguồn tin riêng của Thời báo trong đêm là từ một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tường thuật từ Hà Nội. Khi được đề nghị bình luận về phương án nhân sự cấp cao tứ trụ với kịch bản đề cập như ở trên, mà nếu được Hội nghị Trung ương 15 thống nhất đề nghị lên Đại hội 13 có gì đáng nói về mặt một số tiêu chí nổi bật hay không? Ông tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu, đề cập đến 3 khía cạnh khác nhau. Trước hết về tiêu chí mà mọi người muốn gọi nôm na là vùng miền. Thực chất từ đại hội lần thứ 7 mới có những quy định hay quy ước từ trong tứ trụ nên có đủ thành phần của 3 miền. Lúc đầu do đó là phải 3 miền, nhưng cho đến Đại hội 11 và Đại hội 12 dường như chỉ còn một quy chế, hay đúng hơn là quy ước là cặp Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ phải là người khác miền. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nếu lần này theo danh sách mà người ta đưa ra, theo đó Tổng Bí thư và Thủ tướng cũng đến từ miền Bắc thì nó có thể phá vỡ quy ước trên mà Đại hội lần thứ 7 đã từng đưa ra. Tức là nó đã tạo ra sự khác biệt mà nói đúng ra là nó phá vỡ quy ước đó. Thế nhưng quy ước ấy chưa bao giờ ghi thành văn bản và quy ước ấy đặt ra là để đảm bảo sự đoàn kết trong một quốc gia. Một sự đoàn kết trong nội bộ của Đảng
về mặt lãnh đạo cũng như là về các mặt ý chí và địa lý. Thế thì lần xảy ra như thế, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng vẫn có chức vụ đảm nhiệm với người miền Trung ở đấy, tức là tứ trụ. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc được quyết định ở lại như một trường hợp đặc biệt mà quá 65 tuổi, thì ông ấy là người miền Trung, chỉ có thiếu một người miền Nam nữa thôi. Và miền Nam từ sau năm 1986, tức là từ khi quá trình đổi mới kinh tế được khởi xướng từ năm 1986, là địa bàn đóng góp rất lớn về tăng trưởng kinh tế và tiền bạc cho quốc gia. Đấy là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng để đảm bảo đất nước tiến lên. Lần này, nếu không có đại diện là người miền Nam ở trong tứ trụ, thì chúng ta thấy đó là một chuyện mà có thể có điều gì đó hơi đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nhìn mở rộng ra trong các khả năng khác, tức là tỷ lệ trong Ban chấp hành Trung ương, trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư sắp tới của Đại hội 13, thì thấy rằng số ứng cử viên miền Nam cũng rất là đông. Và chỉ có chuyện là đông như thế, quan trọng như thế mà không có ai là người miền Nam ở trong tứ trụ, thì đây là lần đầu tiên nó sẽ là một chuyện đặc biệt như thế xảy ra, cũng như chúng ta thấy rằng ở Đại hội 10 đã không có người miền Trung ở trong tứ trụ, chỉ có miền Bắc với miền Nam mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 với bản tin Ông Nguyễn Phú Trọng tứ trụ và các chủ đề nhân sự giải quyết hội nghị 15. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.